Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ở trong chánh điện chùa Sa Lợi, và hình ảnh của một vị sư ông ngoài 80 tuổi đang dùng những náo vàng 24 carat để gắn lên tôn tượng cao quý này. Và khi ngài hoàn tất tôn tượng Bổn Sư Thích Ca trong chùa, sẽ là tôn tượng được giáp bằng vàng thật từ Thái Lan gửi qua. Hình ảnh này đã làm nên sự thanh tịnh trong ngôi Tam Bảo chùa Sa Lợi. Và với tinh thần cúng dường tất cả tình tài, cúng dường sức lực và trí tuệ để tạo nên vẻ thanh tịnh của kim thân Đức Phật, Bổn Sư trong chánh điện chùa Sa Lợi sẽ được ghi nhớ bởi những người Phật tử thường xuyên tới chùa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.